Vâng, thưa đại gia đình, tấm thân nhỏ bé và kế bên là một tấm thân nhỏ xíu nữa, nghĩa là dễ thương hiền lành. Đang quay mà bộ phim quay cũng là phim phim ca nhạc về trường đại học và bài hát của Văn Cổ Lan sáng tác, đó là mãi phim khắc ghi đại học Nha Trang, thì kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Nhưng mà gọi là tới 60 năm, em tính là đề thi gì? Em tính biết là 60 năm, nhưng mà người ta nói 60 năm cuộc đời, nghĩa là 60 năm là kết thúc cả cuộc đời người đó khác. Đại học Nha Trang 60 năm cũng mới mà là mở màn thôi. Tại vì các trường đại học, các trường sinh các em chính là một cái lực lượng nòng cốt, lực lượng trẻ để quyết định sự phát triển của xã hội. Và hôm nay cũng rơi vào mùa thi đại học. Ngọc Sơn thân thúc các em, các sĩ tử thi thật tốt, viết bài thật tốt và thành công, cũng như gửi lời chúc đến các thầy cô luôn luôn được các em kính yêu, và tất cả chúng ta là những tầng lớp của văn hóa, trí thức của xã hội rất đóng góp một phần không nhỏ đến sự thành công của đất nước chúng ta, đúng không các em? Đúng rồi. You have Trung Hoa every day because you are the young force to decide the development of our country. Are you clear on that? Yes! Are you clear on that? Yes! Chúng ta các em phải học hành. Vì các em chính là một những lực lượng trẻ quyết định sự phát triển của xã hội, quê hương đất nước chúng ta. Các em đã rõ chưa? Rõ! Are you clear on that? Và chúc cho trường đại học Nha Trang, nơi người học trò thân yêu của mình Mai Cổ Lan, học trò ngoan, thứ nhất là hiếu thảo, thứ nhất tu sư trọng đạo là có hết. Những học trò học sinh là đều có cái chân tu, những trời đã cho rồi, đã gieo vào trong trái tim, vào linh hồn của con người căn cái đức đó rồi, thành ra là chắc lúc nào cũng là đại gia đình lúc nào thành công, người mỗi người một ngành nghề đều thành công, một ngành nghề rất là tốt. Và Mai Cổ Lan cũng vậy, mở rất nhiều cơ sở từ Việt Nam đến Đài Loan, rồi đến Thái Lan, Dubai, rất là nhiều cơ sở rất thành công rực rỡ. Đó là công ty Diên Khánh. Ngọc Sơn không cần quảng cáo nhiều, mọi người cũng biết, quá biết về Diên Khánh rồi. Nhưng mà chỉ nói thêm về đó là nhờ cái tâm đức, cái tâm đức của con người. Chứ cũng có nhiều người, mỗi người có một cái cách hướng đi riêng trong cuộc đời. Như học trò Ngọc Sơn là hướng đi tâm đạo, nghĩa là đổi chữ hiếu mà đi thành công. Rồi bây giờ chúng ta quay tiếp được đi nha. Cảm ơn cả nhà quan tâm. Rồi ok, quay tiếp cái cảnh cuối nha. Dạ, thấy các học sinh đẹp trai đẹp gái không? Đó. Dạ, ba chị rồi. Nhét giùm em cái cuối. Đặc biệt học sinh này nè, đó, học sinh này từ chân lên. Rồi đó, đã chào mọi người, đứng lên coi coi chúng ta coi. Thấy chưa, thấy giờ cao chưa? Tiếp vô. Chào mọi người đi. Chào các bạn coi đấy. Rồi xong, rồi làm việc chúng ta làm việc tiếp nha. Dạ, nhét thì. Dạ, mình thôi, ok. Bye bye cả nhà nha. Chào cả nhà. Cho coi, nghe. Ok, rồi. Em đứng đây được. Đâu mất bản quyền đâu, sợ không sao? Yên tâm. Đúng rồi. Anh Mai giúp lại em rồi, bố lên tăng. Rồi, vậy là bật nhạc lên luôn không? Rồi, bố lên. Em đi ra ngoài, em quay góc rồi. Yes, ok. Ok, rồi, máy set. Đi bên ngoài, 3, 2, 1, yes. You have a good heart, because you are the young force to decide the development of our country. Are you clear on that? Yes! Are you clear on that? Yes! Okay, happy. Dạy về những
rất là nhiều điều về sự phát triển của xã hội, về where the mother, where the parents sit, where the children sit, nghĩa là cha mẹ đâu có người đó, nhiều cái lễ giáo không kín, feudalism và mới rõ không? Rõ. Đây là đây rất rõ. Cầm tám với mọi người. Alo Trương em trai, áo của Trương đẹp không? Đó, thầy giáo phải mặc đồ của Trương, khoan nãy giờ nhảy múa được cũng nhiều rồi. Tóc tai thì rút lại cho đàng hoàng. Làm việc suốt ngày suốt đêm không? Đó, rất là sung. Đó. Alo Nguyễn Thương ạ. À. Alo, chào Trương, chào em trai, dấu yêu, để tâm. Alo, cả nhà, dấu yêu. Quay từ 5 giờ sáng giờ đó cả nhà, 5 giờ sáng dậy đó. À, đi với đạo diễn con trai Quang Ngọc ha, xin tiên Quang Ngọc vào đoàn quay. Nè, vô đây con. À, con thì nó được sao? Đó thấy chưa? Nó đang tập tại cho Đô Đô trở thành coi như là hot boy nó đi thi đó. Đó thấy chưa? Đẹp không? Đó. Cái ngày đó. Đó nghe nó gái được con trắng, con trai ta đi phải phơi ra nắng thành đen thành thành con người đen đó. Thành con sơn đó. Đó, thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Học trò giỏi ngoan hơn. Rồi đó, con vô để cho nó ba người vô khung hình nhé. Yeah. Đó. Này có vợ rồi, nó thằng này cũng chưa vợ luôn nha. Đó, ai con em. Cái nào làm muốn làm con gái vô thì vậy. Thế là mình phải nói thiệt đàng hoàng phải không? Chào đại gia đình mình xem Facebook của Đại Ngọc Sơn. Ừ. Một cô bạn đại tuyệt vời. Đang quay thì trường này trường gì đó? Trường trung cấp dạy nghề. Dạy nghề nha. Rồi dắt quá. Gò Vấp, Gò Vấp, em quay sáng giờ quay hôm nay tới quay tới chắc tới 12 giờ đêm mà 2 giờ đêm quay rất là nhiều, quay một bài hát không phải đơn giản đâu cả nhà, phải một MV ca nhạc nó phải cực công lắm, cực công dạ. Lên rừng xuống biển khắp các nơi rồi dậy sớm, thức khuya dậy sớm. Em cả nhà thấy thầy giáo được không? Đó chỉnh chu chưa? Đó luôn đó, rất là trẻ luôn thấy không? Nhìn cũng như thanh niên có giờ hai mấy thôi, đó chứ 17 thì không phải. Dạ. Đây, con học sinh ra đây con. Đây, thấy không? Chào đi. Cả nhà nhớ cái gương mặt này giống gương mặt nào không? Quay trong bài, giống như hát cửa đi em này, Hạ Thương. Hạ Thương á. Nói như vậy nè. Hát nữa đi em á, mới ngồi xe lăn á, hát nữa đi em mặc phòng chúng rồi, đi già hả? Rồi, được rồi con, chào mọi người, được rồi. Đây là chuyên môn bán vé máy bay. Đây, đưa cho quảng cáo. Bán vé máy bay, không phải chuyên viên mua mua vé máy bay cho con. Bán vé máy bay cho Michael Lan, công ty Diên Khánh không? Bán vé máy bay không? À, số điện thoại bao nhiêu, số điện thoại bao nhiêu? Đọc đi, đọc luôn. 0902 301 0902 301 379 0902 301 379. Con trả lời trung hả? Trung à, tên Trung. 0902 301 379 đúng không? Rồi cả nhà mua vé máy bay nha, mua vé máy bay online book ở đây là có mặt luôn của công ty Diên Khánh. Hôm nay mới gặp và mọi lần là voi book không à, bây giờ thầy hôm nay mới thấy mặt con đó, đúng là con là diễn viên không à. Công ty Diên Khánh mình về tranh thủ quảng cáo gì lắm cả nhà. Không cái nào mà quảng cáo phải có duyên mới được, cái nhà quảng cáo mà thấy không vô duyên là mình không làm. Hả? Xong chưa? À, thôi kính chúc đại gia đình vừa vui. À, có điện cho nghe một sơ một bài của Michael Lang. Đâu rồi? Em hát sơ mấy câu, hát sơ chay với thầy mấy bài mấy câu. Về trời xinh đẹp. Kia bãi biển thắp ba đầy cầu bóng, em ơi ta về thăm La San, ngồi nghe tin xin sông hồ về, ngồi nghe tiếng vọng từ giang đường, tôi ngồi mơ nhớ thời gian cắm xanh, ôi giấc mơ trường đại học Nha Trang, yêu sao La San từng đêm sông vỗ về, nghe trong tâm tư buồn hồi về trường. Bao sinh viên giờ đây đang tiếp bước, luôn khát khao vươn biển lớn khơi xa. Yêu sao La San trời xanh vẫn nhắn vàng, luôn trong chúng tôi ngôi trường xưa đẹp quá. Bao đấng sinh viên lại tương lai đêm nữa, mãi trong tim khắc ghi Đại học Nha Trang. Nhà
Trang có nhiều kỷ niệm với Ngọc Sơn. Nha Trang là một thành phố xanh sạch và xinh, một thành phố biển nằm ở giữa thành phố. Tại vì sao biển nằm giữa thành phố đẹp như vậy? Tại sao sạch biển giữa thành phố? Biển trên cái thế giới này có những cái vùng biển thường là xa thành phố vì là bão táp, nhưng biển Nha Trang rất hiền, rất đẹp, người Nha Trang cũng vậy. Và Ngọc Sơn cũng là kỷ niệm năm 90 khi bài hát Thuyền và Biển của Ngọc Sơn thi đoạt giải nhất. Của Ngọc Sơn là người của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam thì thi đoạt giải nhất toàn quốc và đưa đoàn lên hài nhất cũng tại Nha Trang kỷ niệm khi Ngọc Sơn ra khỏi thành phố. Em có xem, có xem thầy hát ở tại cái hội trường của Đức Thao. Ô vậy hả? Đức Thao ngày đó có thầy có nhiều hoa hậu Hoàng Hàn Kiều Anh. Đúng rồi. Có xem số đó. Đúng rồi. Xem thầy. Đó có người trong đại gia đình yêu mến Ngọc Sơn hát na ná giống. Đó. Hả? Chờ những cái đó nó chứng minh. Chứng minh hai chín tám chín. Đã, 89 là thi đoàn tổng quốc. Đầu tiên nha thầy ra khỏi sức mãi ra khỏi Sài Gòn cho thành phố Hồ Chí Minh để mà đi các tỉnh khác mà đi thi cho một tầng cỡ chuyên nghiệp lớn tổng quốc. Mà đoàn giải nhất Ngọc Sơn giải nhất được đưa dẫn dắt toàn đoàn. Đó cả là ngọn lửa để mà đốt cháy lên cái đó. Và đại gia đình cũng là những là nhân vật vĩ đại. Trái tim đại gia đình và tình cảm và tâm hồn đại gia đình dù là người lớn người nhỏ mới sơ sanh 5-7 tuổi nghe cũng hiểu Ngọc Sơn và yêu mến và nhận ra được Ngọc Sơn. Và bây giờ thì tập 2 Ngọc Sơn mới thấy rằng chính cái tình cảm đại gia đình truyền sức mạnh khủng khiếp vô địch cho Ngọc Sơn. Đó. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và Ngọc Sơn cùng với các học trò của mình luôn luôn sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa đóng góp cho quê hương đất nước, thứ nhất là giáo dục về đóng góp cho quê hương đất nước. Đầu tiên là hiếu thảo đầu tiên hướng mà đi với gia đình quê hương nhỏ của mình đã là gia đình mình trước với anh em cha mẹ gia đình rồi với thầy cô nhà trường tôn sư trọng đại mình ra khỏi xã hội mình phải có học không thầy đố mày làm nên. Ngọc Sơn giỏi được đại gia đình yêu thương bây giờ cũng là một người học khủng khiếp nhá, rồi nói được hàng chục ngoại ngữ giỏi được chắc chắn là 6 ngữ rồi rồi cỡ như Hàn Quốc hoặc như là không tính vào Nga Transbuche Yalibitia Yalibliukasiu thì rồi là tôi rất yêu nước Hoa này, đó là lý do cảm ơn sản phẩm của tiếng Nga đủ thứ nha và rất là nhiều bài học mãi học nữa mà Việt Nam thì ăn cù mà lẽ là im mà nó cắt dù chúng ta phải học liên tục. Thôi bây giờ thôi Ngọc Sơn phải tiếp tục quay nữa nha, kính chúc cả nhà mọi điều tốt đẹp nhất. Thì là quay được rồi cái đây nha.